nhận được tin cụ qua đời nên trở về trước đinh sàng của bộ Phần Nhan Thơm hội hưu tổ hành chính phân xưởng luyện thép ra sàng. Lễ bọn vòng hoa tươi về trước đinh sàng cụ xin được bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, cầu chúc cho cụ nơi cõi vĩnh hằng an giấc ngàn thu và chi. Trở về làm lễ xong, mời quý vị các bạn uống nước, xin trân trọng cảm ơn. Trở về dâng lễ xong, xin được kính mời quý vị các bạn uống nước, trân trọng cảm ơn. Thập nén hương thơm cầu nguyện cho bóng linh vô hồn của cụ nơi xứ vàng an giấc ngàn thu. Thập cụ được an giấc ngàn thu. Vô cùng xúc động nhận được tin cụ qua đời, nhóm chị em Vinhome chúng con về trước đinh sàng là bà con gái nhâm của cụ, xin được thắp nén hương trầm cầu chúc cho cụ nơi suối vàng của an giấc nghỉ ngàn thu. Linh thiêng của Phật Cổ độ trì cho chị em chúng con được mạnh khỏe bình an. Mời quý vị ra bàn uống nước, trân trọng cảm ơn. Biết tin cụ qua đời, trở về trước đinh sàng cụ, chúng con xin dâng lễ bọn đến nhân trầm chúc cụ về nơi suối vàng của an giấc nghỉ ngàn thu. Đinh có lễ bọn nén nhang thơm cầu nguyện cho cụ về nơi suối vàng an nghỉ giấc ngàn thu. Đình xin trân trọng cảm ơn. Đang hiện diện trước linh sàng, các cháu là bạn của nhâm nhận biết tin cụ đã qua đời, trở về đây các cháu có lễ bọn lòng thành cầu nguyện cho cụ về nơi suối vàng an nghỉ giấc ngàn thu. Linh thiêng phù hộ độ trì cho các cháu ở trên đời được mạnh khỏe bình an. Nhận được tin cùng 250 theo tiên tổ, nay hội đồng đồng hương cụ đã qua đời, nay hội đồng môn khóa 1982, 1985 và các bạn của quân rẻ thương ở miền Nam trở về đây, các cháu có nén nhang thơm lễ bọn lòng thành cầu nguyện cho cụ về nơi suối vàng an nghỉ giấc ngàn thu. Kính thưa hương hồn đồng chí Hoàng Thị Tuất, kính thưa ban tổ chức tang lễ, thưa gia đình tăng chủ. Được tin đồng chí Hoàng Thị Tuất, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu
55 năm tuổi đảng từ trần. Đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Phú Xá đến thắp nén nhang hương, kính viếng hương hồn đồng chí và chia buồn cùng toàn thể tang quyến. Để tiễn biệt đồng chí, đoàn xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau khi dâng lễ xong, xin được kính mời đoàn ra bàn uống nước để chia buồn cùng với gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Trở về dâng lễ xong, xin được kính mời quý vị ra bàn uống nước. Gia đình trân trọng cảm ơn. Mình nhận được tin cụ qua đời, gia đình quang tươi có năm bà trà, gia đình tiếp thanh tình hàng xóm về đây thắp nén hương trầm, kính chúc vong linh hương hồn của cụ về nơi cõi vĩnh hằng của an giấc ngàn thu. Lịch thắp nén hương thơm, xin gửi lời chào vĩnh biệt, cầu chúc cho cụ nơi cõi vĩnh hằng của an giấc nghỉ ngàn thu. Trở về làm lễ kính viếng xong, xin được kính mời quý vị ra bàn uống nước. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn. Thập nén nhang thơm, cầu chúc vong linh hương hồn của cụ về nơi cõi vĩnh hằng của an giấc ngàn thu. Linh thiêng của phục vụ độ trì cho tình làng nghĩa xóm ở trên thế gian này được mạnh khỏe bình an. Thầy bà gia bàn đúng nước, gia đình xin trân trọng cảm ơn. Công minh hương một cụ, chúc cụ nơi suối vàng át giấc ngàn thu. Trở về trước linh giảm của cụ, nhanh chóng minh cho quân ngà dâng lễ mòn bồng hoang hiếu, để rồi kính viếng băng linh hồn cụ, cầu chúc cho băng linh hồn cụ nơi suối vàng cụ được ăn giấc nghỉ ngàn thu. Vĩnh biệt cụ. Kính thưa băng linh hồn của Hoàng Thị Tuất, nhận được tin cụ 250 thông tin tổ, nay chúc con tập thể K32 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên trở về trước linh sàng của cụ, dâng lễ mọn tuần nhang thơm vòng hoa hiếu, để rồi kính viếng băng linh hồn cụ, cầu chúc cho băng linh hồn cụ nay cụ về nơi suối vàng cụ được ăn giấc nghỉ ngàn thu. Nén tâm nhang thanh lời vĩnh biệt, dưới suối vàng cổ ăn giấc nghỉ ngàn thu. Chào bạn. Bà...
100% xin mời các bác tham bàn đúng nước chia buồn cùng tăng quyến. Nên tâm nhân thấy lời bình biệt, dưới suối vàng cổ em giấc nghỉ ngàn thu. Dâng lễ mọn vòng hoa tươi để rồi kính viếng mong linh hồn cụ vĩnh biệt cụ từ đây đức. Chuyển lời của gia đình sau khi các bác làm lễ viếng xong xin mời ra bàn uống nước chia buồn cùng tăng quyến. Gia đình xin... Các bạn cũng rất nghỉ ngàn thu. Trở về trước linh sàng đoạn tiếng huynh đai bằng bản đồng. Dâng lễ mọn lòng thành kính viếng mong linh hồn. Tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin cụ qua đời. Chúng con nghĩa tình bạn học của Tú trở về thắp cho cụ tuần nhang thơm, cầu chúc phong linh cụ về nơi cõi vĩnh hằng của an giấc ngàn thu. Linh thiêng phục cổ độ chỉ cho chúng con được mạnh khỏe bình an. Mời quý vị dâng lễ kính viếng cụ xong xin kính mời ra bàn uống nước. Gia đình trân trọng cảm ơn. Mời đến viếng một tập thể lớp 8H Phú Xá là bạn của Tâm, dâng lễ vào kinh viếng cụ. Mời đến viếng của các bác và bạn của bác Tâm vào để làm lễ tiếng xin trân trọng và kính mời. Thập nén nhang thơm tổ chức vong linh hương hồn của cổ. Hồn xác thanh nhàn nơi có hơi thọ chốn vinh hằng, xin cầu chúc bộ an giấc ngàn thu. Sau khi dâng lễ kính viếng xong, mời quý vị ra bàn uống nước, trân trọng cảm ơn. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa vong linh hương hồn cụ Hoàng Thị Tuất, tập thể lớp 12A7 trường Gang Thép khóa 9497 là bạn của Kiều Anh, vô cùng xúc động, vô cùng thương tiếc cụ khi nhận được tin. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù cụ đã được các con, các cháu cùng đội ngũ y bác sĩ đã tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì tuổi cao bệnh nặng, cụ đã không qua khỏi. Nhận biết tin cụ chút đi hơi thở cuối cùng quy ẩn tổ tiên, chúng con về trước linh sàng của cụ xin được thắp nén tâm nhang để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước lúc cụ đi xa. Có vòng hoa thơm, có lễ mọn hương đăng đẳng vật để kính viếng vong linh hương hồn cụ. Và cũng xin được gửi tới gia đình các con các cháu của cụ lời chia buồn tri ân sâu sắc nhất. Nguyện cầu cho cụ hồn xác thanh nhàn nơi cõi thọ chốn vĩnh hằng cụ an giấc ngàn thu. Cụ ơi, trước lúc tiễn đưa cụ về để an giấc nghỉ, tin là bóng hạc xe mây đưa cụ về miền cực lạc, để lại trần gian phúc cháu con. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
trên đài bày của gia đình trở về dâng lễ kính viếng cụ xong, xin được kính mời đoàn ra bàn để uống nước chia buồn cùng tang quyến. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa vong linh hương hồn cụ, vô cùng thương tiếc khi nhận được tin cụ qua đời. Tập thể lớp 8H trường Gang Thép là bạn của Tâm. Đoàn chúng con về trước linh sàng của cụ, xin dâng lễ mọn nén hương trầm để kính viếng cụ và chia buồn cùng tang quyến. Cầu chúc cho cụ cõi vĩnh hằng của an giấc gàn thu. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, kính mời đoàn dành cho cụ phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hà Nội gửi đến một tuần nhang thơm về kinh viếng vong linh hương hồn cụ. Cụ ơi, nhận được tin cụ qua đời, cháu là Thắng, vật liệu xây dựng thôn nương, và cháu Sĩ Cúc nay về đây thắp nén hương trầm chúc cụ nơi suối vàng an giấc ngàn thu, cuộc phục hộ độ trì cho các con các cháu của cụ, cho chúng con về thăm viếng cụ được mạnh khỏe bình an. Kính thưa ban tang lễ, thưa gia đình tang quyến, kính thưa hương hồn cụ Hoàng Thị Tuất, nhận được tin cụ 250 quy ẩn tổ tiên tập thể lớp 8D khoa 84-87 là bạn của Tú Oanh, chúng con dâng vòng hoa lễ mọn để kính viếng vong linh cụ, cầu chúc cho cụ được cõi vĩnh hằng an giấc gàn thu và chia buồn sâu sắc cùng gia đình tang quyến. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, kính mời đoàn dành cho cụ phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ Hoàng Thị Tuất, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang quyến, được tin cụ Hoàng Thị Tuất do tuổi cao bệnh nặng, cụ đã 250 về nơi chín suối với tổ tiên. Đoàn chúng tôi thay mặt cho tập thể xưởng nguyên liệu công ty cổ phần huyện Gang Thép Gia Sàng xin được kính cẩn thắp nén tâm nhang trước vong linh của cụ và gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Trước khi vĩnh biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, đoàn xin một phút mặc niệm trước vong linh của cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Thắp nén hương thơm, xin được cầu chúc cho vong linh hương hồn cụ đến cõi vĩnh hằng an giấc ngàn thu. Mời các quý vị dâng nhang kính viếng cụ xong, trở về nơi đón tiếp của gia đình uống nước chia buồn cùng tang quyến. Trân trọng cảm ơn. Vô cùng thương tiếc nhận được tin cụ qua đời, tập thể lớp K2A14 Đại học Đại Cương Thái Nguyên, chúng con về trước đinh sàng cụ dâng vòng hoa lễ mọn để cầu nguyện cho vong linh cụ được siêu thoát, phục hộ độ trì cho các con các cháu, cho đoàn chúng con được mạnh khỏe bình an. Ăn rất đàn trở về dâng lễ kính viếng xong, xin kính mời các quý vị ra bàn để uống nước chia buồn cùng tang quyến. Trân trọng.